À, xin chào tất cả các bác, hôm nay em lại sang ký túc xá để rủ anh em đi ra quán đồ cũ cùng. Thời của Corona anh em khẩu trang cũng tiếc hết. Đấy thì cảm ơn tất cả các bác, dạo này anh em cùng em cũng được một số bác có đặt mua một số con hàng. Thì có anh em tin tưởng nên em sang đây rủ anh em đi cùng, vì nhất là cũng một mình em không chở được hết đồ. Hai là cũng có anh em đi cùng giúp, anh em cũng có nhu cầu tìm đồ rồi cũng phải kiếm trên nước đấy, nói thẳng là thế ấy. Thì rủ anh em đi cùng, thì nhân ngày nghỉ thì đằng nào cũng đi chợ đi búa thì đi qua quán đồ cũ luôn. Thì cảm ơn tất cả các bác đã thời gian qua đã ủng hộ cho cái kênh của em, cũng như là đã tin tưởng đặt hàng cho em, và rất mong các bác trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục ủng hộ cho em, và cũng sẽ có những cái đặt hàng ở qua chỗ em. Em xin cảm ơn. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài, bây giờ trời đã mưa, trời nắng nhưng vẫn mưa. Bây giờ em xin phép đi ra ngoài quán đồ cũ thì em sẽ quay cho các bác xem. Hôm nay em đang quán thì em đi mua rất là nhiều, nhiều bác nhận đồ này, em cũng đi mua khá nhiều. Tiên có anh Đỗ Quang, Quang anh nhận là 4 dây AV này và 10 mét dây loa. Thì ở đây có rất là nhiều dây AV kiểu như này, có loại từ 30.000, có loại 70.000 cũng có. Anh em lấy cho anh khoảng tầm 3-4 cái dây loại 30.000 này, và của một bạn Tiến ở Trường Mỹ, Hà Nội cũng lấy dây AV như này, loại 70.000. Em đang lấy 4 dây cho anh qua trước, sau đấy sẽ lên lấy của bạn Tiến thì bạn sẽ lấy loại đắt hơn, 70.000 thì nó sẽ là chất hơn chút. Em sẽ lấy cho bạn Tiến hai cái, một cái, còn em sẽ lấy cho em cái được, không sao, về nghe, về em sẽ lắp em nghe. Còn đấy thì dây loa thì em cũng lấy luôn, ở nhà thì em cũng có rất là nhiều rồi, em cứ lấy, còn đây cũng 70.000 cái đấy, 70.000 cái, lại đây có lại 100.000 cái dây đồng, rất nhiều, rất to đồng đấy. Có một điều nó khá là bất ngờ là cái loa hôm trước em mua cho đây là cái loa Sony CMTX trên X5CD hôm trước mà em mua cho anh Sáu Biệt Vườn ở trong Bình Dương. Con đấy giá 9.9, nhưng mà người ta đã tăng giá lên một con như này y hệt thế. Nó còn không mỗi bằng con hôm trước, nhưng mà giá là hơn 5 sen, hơn là 1 triệu. Con này là khoảng tầm 3 triệu nha bác. Đấy, tăng giá bác. Còn mấy cái con này thì nó không có Bluetooth, nó chỉ có iPod thôi. Nên là hôm nay em đến đây có con này mới, một đôi da JBL Peplex. Con này có USB, có USB thôi, cắm vào máy tính, có cổng 3.5, không có Bluetooth. Con này không phải loa Bluetooth, lại thôi, là máy tính thôi. 600-700 nghìn. Con này là một loạt Audio Technica, cũng là máy tính, 70.000. Đây thì hôm nay em có lấy luôn bộ bot 121mm cho một bác ở Vinh, Nghệ An. Anh Thắng ở Thái Nguyên xem một con, hai con bắt rời của Diatone. Con này đường kính 30, xuất lực nhập lực 20W, 6 ohm. Con này Boss DS40, con này cũng 30, đường kính 30, không ghi nhập lực xuất lực nên em cũng không rõ là nó công suất thế nào. Đấy thì với lại một bác lấy 10 mét dây loại 70.000 này. Đấy, rất là nhiều loại loa, dây loa. Nhưng đây, cái con trước em định mua nhưng nó bị hỏng rồi, 9 cm 9, nhưng mà xuống còn 1 cm 1. Đúng là bọn này, quả này chết, mất 8 cm, vì 8 cm 8 vì cái con này. Đây các bác, thì hôm nay cái hàng của em mua được hôm nay thì cũng khá nhiều. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác. Đây là một con Sony, ở chỗ này hơi ngược sáng hơi tối rồi em để em đây. Đây là một con Sony Bluetooth NFC Wi-Fi và có cả audio in luôn. Đây, cái con này là SRS-X7 nhé. Con này là hàng của Sony, sản xuất tại Trung Quốc thôi. Nên tất nhiên nhà máy nó tại Trung Quốc chứ không phải là hàng nhái, hàng kém chất lượng gì, nên các bạn cứ yên tâm.
cũng như là iPhone sản xuất tại Trung Quốc thôi, nó vẫn cứ ngon, được ai cũng mua. Tại sao là những cái hàng khác lại cứ bảo ở Trung Quốc là không ai mua? Có nhiều anh nhắn tin em bảo nếu mà anh sản xuất tại Trung Quốc thì không mua, nhưng cái đấy là sai. Có thể là các anh chưa chưa gọi là tiếp xúc nhiều đối với những cái hàng môi trường sản xuất điện tử. Thì em cũng đã làm công ty điện tử từ 5 năm trước, thì trước khi em sang Nhật thì em làm công ty điện tử của Nhật đã khoảng 5 năm. Thì cái hàng trước em làm của Canon thì máy in lắp đi cho Nhật và cho Trung Quốc là hai thị trường khó tính nhất, thì có rất nhiều chứng chỉ chất lượng phải đi kèm. Còn lại các nước Đông Nam Á khác hoặc là các nước châu Âu thì nó sẽ đơn giản hơn so với Nhật và Trung Quốc. Thì tí nữa em sẽ test nghe âm thanh. Như đây là con Sony rất là mới, rất là mới, và cái nhựa nó bóng, có bóng vân tay thôi, cái bản rất là mới, nó đẹp, cũng gần giống với cái con hôm trước em mua cho anh sáu miền vườn trong miền Nam. Một em thứ hai là một em Panasonic trong một anh ở dưới Hưng Yên. Con này nó vừa có CD, vừa có Bluetooth, vừa có USB, vừa có line, đấy, có rất nhiều chức năng. Đây con này CD, nó kéo cái này sang là CD này. Đấy. CD nào đây, ấn nó về đây, nó có cái dòng, đây là cái cảm ứng, em sẽ bật nguồn nó lên. Đấy, đây nó có cái cảm ứng hello. Đấy, bật lên nó sẽ tự đi vào. Đấy, rất là tuyệt vời. Con này Panasonic SCHC400, nhiều chức năng. Tiếp theo là một con Boss 121 cho một bạn Tiến ở trên Chương Mỹ, Hà Nội. Con này là ở sản xuất tại Boss Corporation Framingham. Đấy, thì con này US Boss 121 nhá, rất đẹp long lanh. Đấy. Con này nó có chỉ có đôi loa thôi, chứ nó không có cái âm ly dàn của nó. Con này là bộ hạt này là nó hơn 3 triệu một tí, tiền nhà tiền hàng ấy. Thì em chưa tính tiền công. Một cái này nó phải nặng 4 cân hoặc là 4 cân rưỡi gì đấy. Tầm đấy. Thì cái tiền vận chuyển nó cũng khá là cao. Đấy là ba cái bộ đầu tiên. Tiếp theo là một con Bluetooth nhỏ nhỏ 2/2 cho một anh cũng khá là lớn tuổi, tầm tuổi chú tuổi anh đấy, thì ở bên Hà Nội NFC Bluetooth đấy, thì sẽ gửi về luôn được này anh đấy, cộng với rất là nhiều cái dây AV, anh cũng có gửi như dây AV rồi dây loa đấy, dây loa dây AV rất là nhiều, cộng với 10 mét dây loa, bạn này là 70.000 một mét, 10 mét cho một anh Quang. Đây là em cũng sẽ gửi về cho anh luôn, trong đợt tới em sẽ gửi ra. Đây là cái điều khiển của con Sony, bộ nguồn của con Sony. Đấy. Và tiếp theo là mic, mic thì vẫn như mic hôm trước em mua cho anh Huấn Hoa Hường, thì đợt này anh bạn Tiến mua đôi Boss này cũng có dặn một cái mic, và có hai anh khác cũng nhận, một anh khác cũng nhận một đôi mic, và em đã mua ba cái mic. Đấy, toàn hàng nhỏ nhưng mà nó cồng kềnh, nó bỏ vào hộp nó một mình em không chở được, nên là vẫn phải thuê hai bạn đi chở cùng, rồi trời nó mưa rất là vất vả. Đây là bộ Sony này rất là nặng, nhỏ nhỏ nhưng mà rất nặng. Đây là Sony gì nhỉ, 29 đây SRS 29, SRS X9, con này có điều khiển, có nguồn, con này còn trong túi bóng bọc kín luôn, chưa hề khui một tí nào luôn, nên em cũng không thử được con này, để về nhà cho anh Trường ở Ninh Bình. Sony model SRS X9 made in China, tất nhiên là nhà máy Nhật Bản này, toàn chữ Nhật thôi chứ không phải là chữ Trung Quốc. Đấy, thì nhưng mà sản xuất tại China thì vẫn phải made in China thôi, như Samsung made in Việt Nam thôi. Nhưng mà đấy, có Việt Nam được cái gì ở đấy, đúng không? Và cuối cùng con này là một con Bluetooth Pioneer, em hay bị nhầm với tên của nó. Pioneer, con này có giá là khoảng tầm 900.000 Việt Nam đồng. Đây, nó rất là nhỏ gọn thôi, nhưng hộp nó có xốp nên là để vận chuyển nó ok, nó rất là nhẹ nhàng như này thôi. Cũng nhà máy made in China thôi, hàng của Pioneer made in China. Đây có cái đầu này có để được
iPod rồi iPad gì đây, iPod thì rồi Walkman các thứ cũng để được vào đây sao này. Đấy, nó xoay được lên đây, nó mở kiểu này. Đấy. Đấy, dựng này, dựng iPod đứng vào đây. Thì còn đấy nó sẽ như thế này. Đấy, không dùng nữa thì lại gấp nó vào. Nó xoay nó về gọn như này. Đấy rất là tuyệt vời. Đấy là những cái hàng mà hôm nay em mua được. Đó. Có dây nó bây giờ cũng mới nhưng là tất cả thứ đều ở trong hết, trong hộp nguyên hộp nguyên số dân mua cái thứ thì em sẽ thử từng cái để xem cái chất lượng âm thanh của nó như thế nào. Trước em có nghe con Sony kia cho bác xem ấy, thì nó cũng là âm thanh quá tuyệt vời, thì em thử con Sony này xem là họ và con Pioneer này xem có chất lượng nó có ok như thế không. Đây là em nghe thử giọng của con Pioneer này các bác. Đây, cũng rất là phê. Để em nghe mức nhỏ thôi, không có giống như em nghe to. Em đã kết nối cái con Bluetooth của cái con Panasonic HC400 này với con iPhone của em. Đây em sẽ test một đoạn nhạc không lời cho các bác xem cái độ bass của con này nó đập. Đây em nghe nửa âm thôi. Quá tuyệt vời, nhạc nghe rất hay. $2,200 tiền hàng con này, nhạc rất sướng, bass đập rất sướng. Rồi sau đây anh sẽ chuyển sang con Sony này, thử sang con Sony này. Đây các bác nghe con Sony X7 này nó đánh này. Em nghe nhỏ này, cho to tí này. Cho tăng tiếng tí nhá. Trời ơi, đánh này thì... Úi giời. Con này Bluetooth là các bác phải dĩ cái nút... cái này nút cảm ứng nên là... Về anh dùng cái con này thì anh ở Sóc Sơn. Anh Cường à, anh giữ cái nút này khi nào cái đèn này nó nhảy liên tục, anh bật cái Bluetooth của cái điện thoại trước, xong anh giữ cái này cho nó khi nào cho nó, anh dĩ đây thì nó nhảy liên tục, xong nó sẽ hiện ra, còn đánh nhận một ấn là nó không ra đâu. Em quay mãi em mới nhớ. Đánh xuống thật, trời ơi con này phê quá. Bài này không phê lắm. Úi giời. Rồi em xin chấm dứt video tại đây. Đây là một số cái đồ hộp của em này. Đây con Sony này là của ông người Nhật cho em nên là kỷ niệm này. Đây còn đây là cái đồ hôm nay em mua rất là lích kích, soạn nhà này chưa dọn được các bạn. Thôi em xin chấm dứt video, xin cảm ơn tất cả các anh các bác luôn ủng hộ ạ.